Bây giờ nhà mình đang đi chợ South Melbourne. Chợ này thường thường là bán đồ biển á, bán seafood, là nổi tiếng nhất ở Melbourne luôn. Nằm về phía nam của thành phố Melbourne nên gọi là South Melbourne. Được đặc biệt một cái là đèn xanh mà chỗ nào mà có xe chen vẫn không được chạy nha mọi người, mình phải vô cái hút turn mình đợi, khi nào mà đèn đỏ trở lại thì mình mới được chạy lại. Bây giờ đèn đỏ rồi là mới bắt đầu chạy rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình thấy chợ South Melbourne rồi nè mọi người, cái chợ kiến trúc rất là độc đáo đó, chữ South Melbourne Market đó. Nói là chợ bán seafood nhưng mà thiệt ra thì cũng có bán rất là nhiều thứ khác nhau nha, có đồ ăn, có mấy food stall là người ta đứng người ta bán nè, rồi có bán thịt, bán rau củ, trái cây, bánh mì đầy đủ hết. Bây giờ hai vợ chồng mình đang đi kiếm chỗ để đậu xe, chạy vòng vòng cái chợ kiếm chỗ. Vì cái chỗ đậu xe của cái chợ thì nó rất là hạn chế chỗ, và chỗ đậu xe của cao sổ thì vòng vòng phải đi bộ rất là xa, phải chạy đi kiếm. Rồi, đây là cái mặt sau của chợ South Melbourne Market nha mọi người. Mình đang đứng ở chỗ bãi đậu xe nè. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vô chợ nha. Ở đây là đậu xe ở trên lầu á. Có một bãi đậu xe khác ở trên lầu, mình và đậu xe ở bãi đậu xe dưới đất. Chào mọi người, hôm nay Nhi với cả nhà đi chợ South Melbourne Market nha. Chợ South Melbourne thì nằm ở phía nam của thành phố Melbourne, ở bang Victoria, nước Úc. Let's go. Rồi bây giờ mọi người thấy không? Người ta có cái bảng chỉ dẫn nè, food hall, đường vô chỗ bán đồ ăn nè, đường qua cái Coventry Street nè, về chỗ rút tiền, rồi những cái chỗ bán thực phẩm này nọ nữa. Có bảng hướng dẫn rất là rõ, tại vì cái chợ này có tới 4 mặt lận cho nên là người ta sợ mình không tìm được á. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi tiếp thôi. À, hôm nay là có một chiếc xe bán donut, có nghĩa là bán cái bánh giống như bánh tiêu ở bên Việt Nam mình vậy đó. Thì đối với những chiếc xe bán hàng rong như thế này thì người bán phải có bằng an toàn thực phẩm này nọ, rồi có phải đăng ký với council, phải có safety work này nọ thì mới được bán. Chứ không phải như Việt Nam mình là bán tự phát, và phải muốn bán ở đây thì phải đăng ký với ban quản lý chợ nữa. Rồi bây giờ ở đây nè mọi người, hôm nay là cái chỗ này bán đồ ăn cho người ta mang đi á. Người ta bày ra cái food stall, cái gian hàng đồ ăn ngay trước cửa chợ luôn. Nhìn rất là thích. Lâu lắm rồi mới thấy được cảnh này á. Mọi người ở Melbourne sống trong cảnh lockdown đã 262 ngày rồi đó mọi người, mới được tự do á. Ở đây là open kitchen, có nghĩa là ở bên trong nấu gì thì ngoài đây người ta thấy hết. Kiểu bây giờ nhìn mình nhìn thấy như vậy người ta làm người ta thích thú hơn cho cái việc ăn uống đó. Rất là đông người luôn á, và đặc biệt là ai được ngồi xuống ăn là đều phải được chích 2 mũi vaccine rồi. Ở đây lại là một cái chỗ bán đồ ăn nữa nè, người ta
ta làm việc rất là vui vẻ luôn á, tại vì lâu lắm rồi mới được làm lại mà. Bán đồ ăn, người bán và người mua đều rất là happy. Tiếp theo quầy bên đây là bán đồ ăn của Tây Ban Nha, thì đồ ăn đã nấu sẵn rồi, ai order thì người ta múc người ta đưa cho mình thôi. Nhìn mọi người đều rất là vui vẻ luôn. Kế bên đó là quầy bán đồ bánh bao, phá cảo, đâm lìm nữa. Ở đây có bán rất là nhiều loại đồ ăn, đồ Ý, đồ Tàu, đồ Hàn Quốc, đồ tất cả các thể loại. Nhưng mà con mình thì vẫn thương thật với sushi, vì hôm qua không ăn được sushi, hôm nay nhất định phải ăn, bây giờ mua sushi. Thực sự thì dẫn mấy đứa nhỏ đi trong cái thời điểm này thì cũng rất là sợ bị lây nhiễm Covid. Nhưng mà tại vì ở nhà lâu quá rồi á, nên là nó tù túng, nó chán lắm. Nhìn là mọi người thật sự rất là đông luôn, cũng hơi sợ sợ. Bây giờ mình đang đi qua bên phía cái mặt khác của cái chợ nha mọi người. Mình vừa qua cái chỗ dãy bán đồ ăn rồi, thì bây giờ mình đi tới cái dãy bán trái cây, rau củ quả, mấy cái đồ la ghim đồ á. Trái cây ở cái chợ Tây này thì nó khác với chợ Việt Nam mình, là đa số là nó bỏ sẵn vô trong bịch hết. Và đồ thì giá nó cũng hơi có vẻ nó nhỉnh hơn chợ Việt Nam ở khu phía dưới mình một xíu. Tại vì mấy cái đồ này nó ghi là organic đó, là đồ trồng hữu cơ đó. Nhìn cách trưng bày nó cũng khác nữa, nhìn rất là đẹp mắt luôn nè. Thì sự nhìn là muốn mua liền luôn á. Nhưng mà mình đã đi chợ bữa hôm trước rồi nên hôm nay mình sẽ không có mua nữa. Với một phần nữa là không quen đi chợ ở khu trên này á. Cái bịch trái cây này là on sale nè mọi người, có nghĩa là người ta bán giảm giá, ta vô bịch sẵn như vậy nè. Thí dụ 1 đồng 50 sen một bịch như vậy, không được lựa. Mọi người nhìn mấy trái cam này nó ngon chưa kìa. Còn mấy trái xoài nó to ơi là to luôn á, khóm nữa. Nhìn cái nào cũng ngon hết trơn á. Rau củ quả ở đây thì cũng rất là đa dạng, nhưng mà không có bán những cái loại rau mà người châu Á mình thường hay ăn. Ngò gai, ngò ôm được thì rất là khó mà tìm được ở trong cái chợ này, hầu như là không có luôn. Nhưng mà mấy cái rau đồ của người Tây người ta ăn á thì ở đây là tất nhiên là phải có rồi, vì ở đây là rất là xa cái khu của người Việt mình. Cái này là người ta bán nước cam vắt, mà nước cam tươi luôn á, người ta vắt sẵn cho người ta để đây người ta bán. Mình muốn mua thì mình lấy mình đem vô trong mình tính tiền. Ở đây cũng có bán củ nghệ nữa nè, nhưng mà thật sự rất là mắc nha mọi người, 30 đồng ký nha. Cà rốt nè, mấy cà rốt này ăn rất là ngon luôn á, không có cần lọc vỏ. Cái này thì là sale, còn cái này á thì mình không cần bào vỏ, mình chỉ cần chế biến đơn giản thôi, để nguyên vậy ăn rất là ngon. Trái cây mà rau củ mà trong mấy cái bịch như thế này á là người ta sale á, giảm giá 1.50 đồng một bịch như vậy, không cần lựa. Trời ơi, dưa hấu ngon quá. Ở đây vì trái dưa hấu ở đây thiệt sự nó rất là to, cho nên là người ta cắt ra từ miếng nhỏ nhỏ như vậy người ta bán. Người mua thì mua 1 miếng hoặc 2 miếng, mua theo nhu cầu thôi. Nếu mà nhà nào ăn nhiều thì mua nguyên trái to, còn không thì mình mua 1 miếng nhỏ. Cái này là khoai tây, khoai lang, có rất là nhiều loại luôn. Mấy cái trái ở trên này là bí đỏ, để dành làm tỉa lồng đèn Halloween đó mọi người. Và tất nhiên là người Tây cũng thích hoa, người ta cũng có bán hoa, nhưng mà không có nhiều loại hoa của châu Á mình. Có những cái loại hoa rất là lạ luôn,
cái hoa cúc này ở đây người ta cũng bó vô thành bó người ta tặng được, chứ không phải giống như Việt Nam mình là hoa cúc mình chỉ đem đi cúng thôi nha mọi người. Mấy cái hoa này thiệt sự rất là đẹp luôn, mình không biết tên nữa là hoa gì mà đẹp quá. Mọi người thấy không, cái shop trái cây người ta trưng rất là bắt mắt luôn, cái nào ra cái đó, mình nhìn vô là muốn bóc vài trái liền. Mà người ta để vậy đó, người ta đâu có sợ bị ăn trộm gì đâu. Ai mua thì tự lấy túi bỏ vô, xong rồi mua xong hết rồi đi lại tính tiền thôi à. Không thấy người nào đứng canh, người nào đứng kiểm tra hết á. Thiệt sự hôm nay là chợ rất là đông luôn đó mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi hết giãn cách xã hội, và cũng là ngày thứ bảy cuối tuần nữa, cho nên là mọi người đổ ra chợ này rất là đông luôn á. Giống như là đi để thư giãn vậy đó, cũng không hẳn là mua cái gì, đi để xem thôi mà đông lắm vậy luôn á. Rồi ở đây mình đang đi vô cái chỗ mà bán cá, bán seafood rồi nha mọi người. Người ta có bảng chỉ dẫn hết, hồi nãy là thịt, còn bây giờ đi vô đây là cá nè. Đi vô. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vô bên trong của khu chợ luôn. Phía bên này là người ta bán cá nè, có một cái shop cá rất là lớn ở bên đây. Mọi người cũng rất là thích mua cái shop này. Một điểm quan trọng là mọi thứ thực phẩm bán ở trong cái chỗ này là đều phải để trong những cái tủ lạnh hết như thế này. Đều phải tuân thủ nguyên tắc an toàn thực phẩm thì mới cho bán nha. Tủ kính thì nhìn rất là sạch sẽ, rất là thoáng luôn. Mình phải giữ khoảng cách an toàn 1,5 m nên mình đứng xa xa mình quay thôi. Tiệm cá này tên là South Melbourne Seafood. Thì bình thường á, người ta sẽ cho khách ngồi ăn cá hoặc cá sống hoặc là oyster sống ở đây luôn, nhưng bây giờ thời Covid thì nó không có phục vụ cái đó nữa. Đây là cái tiệm bán gia cầm ở chợ South Melbourne nè mọi người. Nhìn thật sự nó rất là sạch sẽ, nhìn mọi người, cả người bán lẫn người mua đều không có sự hối hả hấp tấp gì cả. Mọi thứ nó diễn ra rất là chậm rãi, nhưng mà thiệt sự ở đây rất là đông luôn á. Như mình đã nói thì cái chợ này nó rất là lớn á, cho nên là nó có rất là nhiều shop bán cá nè, bán thịt nè, bán đồ gia cầm nè, điều riêng với nhau hết á, nhưng mà nó cũng san sát với nhau, và đặc biệt là nó rất là sạch sẽ, nó không có nước chảy ra hay là cái gì hết á. Nhìn mọi người cũng rất là trật tự nữa, không hề chen lấn gì cả. Nhìn khung cảnh mọi người đi thì giống như là chưa có hề xảy ra một cái đại dịch ở đây vậy á. Mọi thứ nó diễn ra rất là bình thường như vậy. Cái tiệm seafood này nó cũng rất là đông nữa nè mọi người. Ở đầu trên thì có một tiệm đông, ở tiệm này cũng đông nữa. Mọi người phải xếp hàng muốn chờ mua, nhưng mà xếp hàng rất là trật tự luôn, không hề chen lấn gì cả. Từ xa xa mình nhìn thấy mấy con tôm hùm đã luộc sẵn đó. Trời ơi, còn nó ngon. Còn phía bên đây là bán đồ gia cầm á. Mấy cái này là đồ đã ướp sẵn hết rồi nè. Chỉ cần mua về là mình nấu lên mình ăn thôi, chứ không cần phải ướp lại gì cả. Ở đây được một cái nó tiện như vậy á. Nếu như mà mình không giỏi về ướp đồ ăn á, thì mình mua về như vậy là mình nấu được. Quay lại cái tiệm cá bên này thì nhìn mấy con tôm hùm thiệt là rất là ngon luôn á. Super bự. Ồ, bự dễ sợ luôn. Nhìn nó sạch sẽ dễ sợ. Cái tôm luộc đó là mình mua về là mình có thể làm nóng lại, hoặc không cần làm nóng, mình ăn trực tiếp luôn cũng được. Tiệm này thì người ta bán mấy cái thịt khô, không cũng trong bản là khô, bán mấy cái ham, bán mấy bacon, bán mấy cái thịt heo muối rồi đó. Người ta mua cũng rất là đông nha, tại vì người ta họ thích ăn những cái này á. Ngoài những cái gian hàng bán thịt,
bán cá, bán những cái phô mát đồ này nọ, thì chợ Sa Pa mình còn có bán quần áo, bán những cái đồ gia dụng nữa. Nhưng mà mình phải bắt đầu dẫn chuẩn bị dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn đồ ăn trưa, tại vì hồi nãy nó ăn mấy cái sushi mà dẫn đi một vòng chợ thì nó tiêu hết trơn rồi. Bây giờ đi ra ngoài đường Clarendon, đường chính, để cho nó ăn gà nan đồ. Sau khi nhà mình đi chợ South Melbourne xong thì mình phát hiện ra là ở khu South Melbourne này Nando đồ có mở cửa nhận khách, thì bắt đầu bây giờ mình dẫn mấy đứa nhỏ đi lại ăn, bởi vì thực sự tụi nó rất là muốn ăn gà nướng Nando đồ luôn. Ở đây là khu South Melbourne nha mọi người, đây là đường Clarendon. Thì trong ở đây là cái shopping center nhỏ, thì có siêu thị, có nhà thuốc. Có bán đồ ăn đồ đầy đủ hết. Và nó ở bên kia đường. Mình thì bây giờ mình đi ăn ở bên này đường. Đây là cái biểu tượng của gà nướng Nam Đồ nè. Bọn nhóc này nó không ăn rau cho nên mình chỉ order một con gà với lại khoai tây chiên cho tụi nó thôi à. Như vậy là đủ tụi nó no rồi. Sau khi đã cho bọn nhỏ ăn no thì bây giờ mình bắt đầu mình quay ngược lại hướng về thành phố Melbourne để mình đi về nhà. Thì video này của mình hôm nay đến đây là tạm hết. Thì mình xin cảm ơn tất cả các cô, chú, bác, anh, chị, em và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một like và nhấn theo dõi kênh của mình để xem nhiều video hơn nha. Xin chào tạm biệt và chúc các cô, chú, bác, anh, chị, em và các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình của mình.